nè em nói, không có nói láo cái gì khán giả nha, đứng trước nhà tôi hoài. Trời ơi, chị nha, chị nói em mới nhớ. Trời ơi, hồi xưa khi Hương Lập đi thi trong đội của em, chị nhớ một cái chương trình đó là thí sinh trong đội của em, ai tuần này hết tuần nọ làm người diễn phụ không lấy tiền cho nó. Ai? Ủa, diễn viên mà cô rảnh mà sao diễn free hoài vậy? Hả? Kêu cái ra diễn, em như là diễn mà em tập tết. Ủa, chương trình gì vậy? Chương trình giọng ca bí ẩn. Tiếp tục chương trình. Anh cứ suy nghĩ, bây giờ em chỉ cần nói một câu thôi. Hôm nay có mẹ em, có anh chị em đây. Trời ơi trời, cái gì vậy Lộc? Cái gì giống như là vui huy vậy Lộc? Thì chẳng lẽ anh tranh giành với em đúng không? Anh làm sao coi được thì anh làm. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Dũng ơi, chết rồi. Bên chết Nghĩa, Dũng rồi. Bên Nghĩa bên tình, em biết chọn bên nào? Khó lắm thiệt, em nói thiệt khó lắm chứ đâu phải giỡn chơi. Trời ơi, chữ tình chữ tiền em ơi. Nó phải là một cái gì đó nó quyết định, nó trời sáng ơi, suốt cuộc lắm. Đời em bữa nay coi như chấm dứt Dũng ơi. Lộn. Trời ơi, anh nói giống như là không. Em đi luôn. Ý anh nói là coi như là bữa nay là trời ơi, cái tình duyên có hay không là chấm dứt ngày hôm nay đó Dũng. Thương hay không là do chỗ này nè. Lựa chọn này quan đúng không? Trọng. Dạ. Cần thương hay không là do chỗ này nè. Nếu mà con suy nghĩ là con không có thương Lộc. Trời ơi. Vậy thì bây giờ anh muốn nói chuyện với ai? Anh nói em chứ, okay. Anh đang thương lượng với ở em ở đây mà. Nói thiệt á Lộc, không ai còn tư cách để nói chuyện Dũng ngoài em đâu. Sao anh? Anh có cần nắm tay không? Tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Tôi đề nghị bà mẹ vợ ụp mặt vô tường để cho hai cháu nó nói chuyện. Vì đây là cái người mà từ đầu tới giờ anh đã suy nghĩ rất là kỹ rồi và anh đã quyết định rồi. Nhưng nếu mà chị này em cảm giác là phù hợp với của em, anh nhường. Xuất sắc. Dễ thương quá. Quân tử không qua được mỹ nhân kế. Em sẽ chọn anh số 3 bởi vì lâu quá rồi lấy lại Dũng thử. À, dạ. Mẹ cũng thích số 3 đó. Wow. Rồi chết Dũng ơi. Chết Dũng rồi. Bây giờ số 2 con của mẹ nó thích. Coi giờ số 3 bà mẹ bà thích luôn. Trời ơi. Dũng đi về đi em chơi. Anh ơi đi em. Anh lấy em chứ không phải lấy mẹ em. Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà mẹ nó giữ chìa khóa cửa. Chết Dũng ơi. Vô được nhà hay không là do mẹ nó. Con qua nhà Dũng. Chị em giữ chìa khóa nhà tự ở trong mình đi chị. Để tối về không ai mở cửa chị đâu. Thấy thương quá à. Con nên nhớ áo mặc sao qua khỏi đầu. Mặc áo mưa chị. Vậy thôi. 3 triệu làm gì, đám cưới chưa tới bàn. Thôi thiệt á, đám cưới không đãi được bàn nữa. Sao Lộc? Dạ sao mẹ? Bắt đầu từ chương trình này là có đứng trước cửa thì cũng nói tôi tiếng nha. Tôn Đông Á, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.